Rồi, hello, em chào toàn thể quý anh em gần xa mình nha. Video này làm nhanh với anh em một clip ha. Chưa đó, hàng của anh em đang gói chổng kìa đó. Thì nói chung là đơn nào anh em chốt đơn nào là em gói đơn nấy, tại vì có một mình ơn nè. Sườn rồi em rã xong rồi đó, máy em đang nhờ thằng em nó phụ em rửa để chiều nay em giao bộ giấy cho khách luôn, để coi đóng chống đứng ra không, chống đóng đóng chống đứng không ra thì tính tiếp nè. Cái máy rửa lấy cái tay ra cái gì cụ đề rửa ra nè đó. Bình xăng con này em nói thiệt với anh em, nó cọp cực kỳ luôn, bình xăng con nó cực kỳ vip luôn nha anh em, cực kỳ đẹp luôn, đầu lòng rửa nè đó, đầu lòng này cực kỳ cọp nha anh em, chín chín. Để rửa xong hết đi rồi bắt đầu mình chiều nay mình rã máy luôn anh em ơi, phải rã máy mới vào bộ giấy cho khách, nó tranh thủ hết sức có thể anh em, tranh thủ. Rồi trưa nay mình làm nhanh với anh em video nha. Đây cái bộ e của nó nè, đát điếc còn y nguyên hết trơn, đát 2000 anh em xem nè, KFLK nè, đó nguyên hết trơn, chưa có rửa nữa. Gấp cạc te của nó nè, gấp cạc te, gấp cạc te này về anh em chắc phải sơn lại, phôi đẹp, phôi đẹp lắm, tem trên còn nhưng mà có dán keo, phôi đẹp, có cái sơn không đẹp thôi, phôi nó đẹp không có cấn mớp gì trơn, gấp cạc te 800.000 ha, phôi đẹp vậy anh em xài luôn. Ý xin lỗi vậy anh em sơn lại, một lũng gì trơn không cấn mớp gì trơn á, gấp cạc te phôi đẹp lắm, cho anh em cái cốt gấp luôn nha, gấp cạc te 800 ha anh em ha. Đó. Rồi mình xin đi và đi nhanh luôn nha, anh em nào có nhu cầu sử dụng liên hệ mình nha. Lượng nước 100.000 không lỗi lầm. Nè, xe gì mà chủ xe chét mỡ bò đầy nhóc hết trơn mà. Đường nước 100.000 nghe không lỗi lầm, không cọ, không yếu, không mỏng, không bứt gì hết trơn nha. Zin theo xe 100.000. Học bình 100.000, zin theo xe mất tem nha anh em. Mất tem mấy 100 ha, còn tem thì hơn giá đó. Học bình 100.000 nha anh em. Em cần alo mình, khách đợi gán đợi em xíu đi, em đang quay clip rồi, không có nghe máy được đâu. Mỡ bò móc cái đầu dính mỡ bò từ đó. Rồi cần số, xe này lai cần số hàng Thái mới nha anh em. Cần số này nói chung là tình trạng là nó còn tầm khoảng 80% á. Đó, đầu tròn cũng chưa có mòn đâu, còn y nguyên à. Có bảo vệ mà. Cần số này hàng Thái mới nha, không phải theo xe bán nói rõ ràng nha anh em, Thái mới nói Thái mới. Theo xe nói theo xe, cần số này Thái mới thì 350 giờ bán anh em giá là 180.000. Giờ đập máy. Cây giò đập máy này đẹp nha anh em, can ngang ốc đẹp luôn nha anh em. Cây giò đập máy mình bán anh em giá là 250.000. Đó, đẹp luôn, si đẹp luôn. Cây này mình rửa ra là bao khét nha, mã 9K. Cây này mình rửa ra là bao khét anh em, không lỗi lầm nha, 250.000. Còn mà cặp gác chân dài lúc mà ở trên xe nhìn không đẹp, mà gỡ xuống nhìn nó đẹp ác luôn nè, keo còn luôn anh em ơi. Cây bên cặp te này keo ok luôn nha, lúc mà trên xe nhìn không đẹp gỡ xuống ok luôn anh em ơi. Sáng kêu giá có 1.2 triệu à, trùng mã luôn, KFLK-2 kêu có 1.2 triệu à. Cái này dính nhớt nha, ô cái này có cấn, xin lỗi anh em nha, đây này có cấn nha, tả cho chính xác cho anh em nha, mặt tiền nè ok nha, không thấy nha. Cây này cây bên bô thì đã bao đẹp rồi, keo bít bùng binh, cây bên bô keo là bít bùng binh luôn nha anh em, miễn chê. Ốc tán thun con bách sắt đầy đủ 1.200.000, trùng mã KFLF-2, KFLK-2, chẳng ba đẹp luôn nè, cái cổ chưa có một miếng gì luôn nha anh em, còn sớ luôn nha anh em, chưa có một miếng gì luôn nha, không lỏng chén dưới anh em. Cái chẳng ba này em hứa anh em luôn, rửa ra không đen mung em chịu tội chưa, ốc tán rửa ra bao trắng bao mới đó, rửa ra không đen em chịu tội chưa, hứa anh em luôn á, rửa ra xong là bao trắng bao mới nha. Cái chẳng ba này chén trên vậy anh em xài được luôn ha, 500. Ba cây cốt treo máy này 200.000 nha. Đố anh em tại sao em bán 200 chứ thường bán 150 nha. Tại vì con này đẹp nè. Con này đẹp rất ít nha, con này rửa ra bao sáng nha. Con này nè. Màu gam còn ha. 200. Cùi dĩa 2000. Xe này nó có giao thời anh em, nó xài gấp cực te 2000 nha, cùi dĩa quay 110 2000 theo xe. Về anh em tự vệ sinh nha, cục canh trên dưới đầy đủ 200.000, đá thì đóng đá 99 nè, nhưng mà cái cục canh trên dưới là 2.000, giao thời mà. Giờ qua rồi, cùi dĩa đây em còn cái cùi dĩa nữa,
Cùi dĩa này có luôn chưa zin theo xe, chưa từng mở lần nào, chưa từng mở ra nghe, cái dĩa zin theo xe luôn nha anh em, dĩa 36 zin theo xe luôn. Cùi dĩa này bao VIP nha, cùi dĩa này giá nè KFLF nè, cùi dĩa này giá 700 nha. Cái này thì mình vệ sinh sạch sẵn rồi, 700 đó, 700 là mình tặng cho anh em nhông dĩa zin theo xe luôn, bán cho nó nhanh. Cây gác máy 2 tầng đó, nó dơ èm gì đó này, bán đồ gì biết, bán đồ dơ èm không à, không có thời gian anh em ơi, một mình em làm không có xuể nổi. Cây gác máy 2 tầng này 500 nha anh em, bao ngay thẳng chuẩn nha, cực kỳ chuẩn, 500.000 đó, 500.000 bao cực kỳ chuẩn nha đó. Anh em có xài liên hệ em, lò xo còn vàng ươm mà. Rồi em xin lỗi anh em nha, có khách gọi em cần hỗ trợ gấp, em xin phép được tiếp theo ha. Thì cây gác máy này, cây chống nghiêng thì nó lai rồi nha anh em mình, cái nào em cũng nói rõ nha anh em mình. Nhưng mà cây gác máy này mặt tiền là em bao anh em nè, thấy nhớt nhớt chứ rửa ra đen thui nè đó, chuẩn. Nói chung cây gác máy này cực kỳ chuẩn luôn, 500.000 nha anh em mình. Còn đây em có một cục mobin nè, mobin này đẹp cực kỳ luôn đó, rin theo xe, chưa nứt bể, mặt trong không có trầy luôn đó. Anh em mình có xài ủng hộ em nha, cây cục này 500 nha. Tiếp theo nó là cây ghi đông với cùm. Ủa mà ghi đông thì không nhận tới chuyện thì chứ. Anh em coi nè, thấy đóng nhớt dơ dơ coi nè. Chùi nhớt ra một cái á nha, em nó thì thối thằng luôn nha anh em. Nè, anh em coi nè. Cây này để em chào với lại cái ông anh ở trên Sài Gòn coi, tại vì ổng không có dặn để không chào cái ông cự nữa nè. Trời ơi. Thấy không anh em? Quét mỡ bò nữa, chừng chùi mỡ bò ra thử một cái anh em có nó dằn hực luôn nè, ốc nó bảy màu luôn, thấy không? Cây ghi đông sơn rin là bao đẹp nha anh em, nó đen cùi lùi à. Ghi đông sơn rin là bao đẹp nha. Cây ghi đông này sáng em báo trên xe là giá 600, đáng lý ra em báo hơn, em lấy hơn đó, nhưng mà thôi đi, anh em mình nói thẳng là có trước có sau đi, cũng 600 như cũ ha. Gù hai bên này xinh zin đẹp luôn nha, ốc xanh nồng súng luôn nè đó, bên đây cũng vậy đó, ốc xanh nồng súng, gù sơn rin đẹp luôn nè. Cây này em bán 700-800 mới vừa giá nha anh em, sọ khỉ bao đẹp keng luôn nè, thấy không? Cây này sáng em báo 600 mà em vẫn bán giá 600 như cũ nha anh em. Đó còn cầm công tắc này anh em nào lấy thì hai bên 500. Chữ nghĩa rin theo xe nó còn kiểu như nó lấp liếm. Bên đây thì đẹp nè, ý bên đây cũng kiểu phớt phớt thôi, không có giữ mấy. Rồi ghi đông với cầm luôn 1.1.000 đó anh em ơi. Còn anh em mua lẻ là cầm là 500, ghi đông là 600 đó. Rồi ok, tiếp theo nữa là cái ủa đâu còn nữa đâu, còn dây điện sườn hả, cây bô đó anh bán rồi cho khách rồi cưng. Đây dây điện sườn à, lâu lắm thấy được một sợi dây đẹp, đầu thun trên không tét luôn nè anh em. Dây điện sườn này sớm trên xem báo 800 là đầu thun trên không nứt không bể luôn, dắt nó vàng ươm đó. Dây nó còn mềm mỏng luôn nè, dây điện sườn nó còn mềm mỏng luôn, còn dẻo nhẹo luôn nè. Mực cộ lâu lâu mới thấy đường cộng dây điện sườn nó vip, không lỗi lầm luôn anh em ơi, chưa quấn băng keo một đường luôn. Cục gla đề zin này nha, chớp sạc gla đề anh em lấy 300 nha anh em đó. Mình cũng chơi nhanh lẹ anh em á, đi xe này có khách chốt rồi, anh em cần đi xe liên hệ mình còn nhiều đó. Cộng điện sườn không á, không có phụ kiện gì hết ha, cộng điện sườn không có phụ kiện gì hết thì bán 800.000 nha. Còn anh em lấy phụ kiện gì thêm thì alo mình, 800 là trong đó anh em đã có cục tóc chân này rồi nha, không có IC mobile chớp sạc gla nha. Còn anh em muốn lấy cái gì IC mobile gì đó báo với mình thêm tiền vô cho ok. Còn cặp bánh này là nguyên một cặp niền mới Goshi hãng. Ủa xin lỗi, cái niền sau là niền Goshi, niền sau là niền Goshi hãng, còn niền trước đó là niền của hàng gì mình cũng không biết nữa, hàng này hàng gì mình cũng không biết ấy. Niền trước này là niền Siam Goshi, Siam Goshi 17x1.2.4 KTW, niền Thái mới, niền trước là niền Thái mới. Đem con niền sau kìa, niền sau, ủa mã mọc trơn vậy nội. Rồi nó anh em ơi, nguyên cặp niền Thái mới trùng mã mà, niền Thái mới một cặp luôn nha anh em, cầm đẹp lắm. Bánh này cầm cực kỳ luôn anh em, coi cầm nè, cầm này rửa ra tới nái nha nè, cầm
nó màu cam thắng đùm, nó đẹp ác luôn, như cam tòn luôn, thấy không? Cam đẹp ác luôn nha anh em. Cặp bánh này nói chung em tháo ra em bán bộ cam là tiền không. Á cam nó đẹp ác lắm. Ừ. Cam anh em coi nè, hai mặt luôn á chứ không phải một mặt đâu nha anh em. Nè. Á cam nó đẹp ác lắm. Cặp bánh này á thì mình nói ngay, em nói nào ngay á là nó được cái đùm. Mà cái đùm này nó cũng có sơn dặm hay gì rồi. Đùm này có sơn dặm rồi, mấy anh đây có sơn dặm rồi nè. Ủa? Thì thôi bây giờ mình bán, nói chung anh em mình có trước có sau luôn đi. Tăng mua này về cui nè. Ha. Không lỏng lưng đạn đồ ha. Bao ok hết ha, má đùm nè. Có nổ ngay đổ thuốc nước nha. Đùm trước nó cũng có nổ ngay đây ha. Rồi đụng mấy đùm trước còn mực sơn xanh trong này luôn nè ông nội ơi nè. Hết hồn thiệt. 2000. Rồi. Cam trước sau là bao ok ngon lành, niền thái mới. Niền thái mới giờ cặp bán rẻ thôi. Đi mua mới cũng 700.000 đi. Bộ cam này là bán phê lòi nha. Còn cặp đùm cả triệu nữa rồi, cặp đùm bây giờ tính xác để mà về anh em sơn lại là 1 triệu đi. 1.8 triệu. Thôi bây giờ bán vậy đi, tính tiền cặp đùm với cặp niền thôi, còn bộ cam mà coi như anh em hưởng. Cho anh em cặp cốt với bát tăng sơn cục canh trước sau luôn. Cặp bánh này giá 1.8 triệu. Vỏ inu xịn trước sau luôn nha. Inu xịn trước sau luôn nha anh em, đắt 2019 nè. Ừ. Còn xài được luôn nha anh em. Vỏ sau đắt 2010. Inu xịn trước sau 1.8 triệu. Rồi xong video em nhanh gọn lẹ. Vậy nha anh em, chào anh em nha. Bây giờ em tiến hành tập trung ra rửa máy phụ thằng em đặng tí nữa em rã máy rồi kịp giao bộ giấy cho khách nữa. Chào anh em nha.